Quý vị và các bạn đang đến với điểm tin của truyền hình Đời sống Pháp luật. Ngày hôm nay có những tin tức gì đáng chú ý? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đề xuất khen thưởng người hùng lao vào ngôi nhà đang cháy cứu bé gái. Ủy ban nhân dân phường Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội đang làm thủ tục đề xuất cấp trên biểu dương khen thưởng hai công dân tham gia cứu bé gái 15 tuổi trong biển lửa. Đại diện Ủy ban nhân dân phường Tương Mai cho biết, sau khi sự việc xảy ra, phường đã phát động cùng bà con địa phương dân cư ngõ 51 phố Lương Khánh Thiện quyên góp tặng gia đình cháu gái 5 triệu đồng để hỗ trợ điều trị, chăm sóc sức khỏe tại bệnh viện. Ủy ban nhân dân phường đã trích kinh phí hỗ trợ đột xuất gia đình cháu bé 5 triệu đồng đối với hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, phường đã làm thủ tục báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân quận thành phố có hình thức biểu dương khen thưởng hai công dân dũng cảm tham gia cứu người trong vụ cháy. Trước đó, khoảng 12 giờ 35 ngày 12 tháng 1, hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà trong ngõ 51 phố Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai. Thời điểm xảy ra vụ cháy, bé gái tên là Vũ Hải Y, sinh năm 2007, mắc kẹt trên tầng tum. Anh Trung Văn Nam sinh năm 1988, quê tại Nông Cống, Thanh Hóa, phát hiện nhà hàng xóm bị cháy dữ dội. Như một bản năng, anh Nam hỗ trợ mọi người dập lửa. Tại thời điểm trên, ngôi nhà 2 tầng một tum đang cháy dữ dội tại tầng tum. Cổ phiếu SLC liên tục bị xả hàng nhưng không ai mua, mất hơn 3.000 tỷ. Ngay khi thị trường chứng khoán mở phiên giao dịch sáng ngày 13 tháng 1, các nhà đầu tư đã mạnh tay bán tháo mạnh cổ phiếu SLC. Giá cổ phiếu SLC sập sàn ngay từ những phút đầu tiên. Hiện có đến hơn 63 triệu cổ phiếu SLC được giao bán, nhưng chẳng bên mua. Do đó, cổ phiếu SLC liên tục bị đẩy giá xuống. Tính đến 9 giờ 43 phút, giá cổ phiếu SLC chỉ còn 17.300 đồng mỗi cổ phiếu, mất đến 6,74% giá trị, tương đương 1.250 đồng. Với hơn 709 triệu cổ phiếu đang giao dịch, giá cổ phiếu SLC mất đến gần 900 tỷ đồng giá trị vốn hóa. Còn nếu tính từ ngày 10 tháng 1 đến nay, cổ phiếu SLC đã mất đến 4.250 đồng mỗi cổ phiếu, tương đương 3.013 tỷ đồng giá trị vốn hóa bốc hơi. Cổ phiếu SLC bị tác động tiêu cực từ việc bán cổ phiếu SLC không công bố của tỷ phú Trịnh Văn Quyết và sau đó là hàng loạt các quyết định xử phạt hành chính của cơ quan nhà nước với vụ mua bán của ông Quyết. Tên lửa Triều Tiên bay theo quỹ đạo bất thường. Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, qua quá trình phân tích nhận thấy, tên lửa của Triều Tiên có thể bay với tốc độ Mach 10 ở độ cao tối đa khoảng 50 km so với mặt nước biển, thấp hơn so với bình thường. Tên lửa này có thể đã di chuyển được hơn 700 km theo một quỹ đạo bất thường, trong đó có cả việc di chuyển về phía trái theo phương ngang. Hiện chính phủ Nhật Bản đã phản đối vụ phóng của Triều Tiên thông qua các kênh ngoại giao. Về phần mình, ngày 12 tháng 1, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên khẳng định tên lửa siêu vật âm đã được sử dụng trong vụ phóng mới nhất, đồng thời khẳng định vụ phóng đã diễn ra thành công.